Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Có phải Việt Nam luôn học theo Trung Quốc? BBC Tiếng Việt ngày 6 tháng 6 có bài Đảng Cộng sản Việt Nam học gì từ các chính sách của người đồng chí Trung Quốc? Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Công Tùng, nghiên cứu viên sau tiến sĩ Viện Nghiên cứu Chính trị thuộc Academia Sinica, Đài Loan. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là đã và đang học theo nhiều chính sách của Trung Quốc nhưng có sự cân nhắc và điều chỉnh từ lợi thế quốc gia đi sau. Hình ảnh bài trên BBC. BBC đặt câu hỏi, hiểu được chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể giúp dự đoán được định hướng sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Tiến sĩ Tùng cho rằng, giống như các nước dân chủ, các nước xã hội chủ nghĩa cũng có năng lực học tập lẫn nhau trong quá trình điều hành và quản lý đất nước, trong đó mục tiêu cuối cùng là bảo vệ chế độ. Đảng Cộng sản Việt Nam quả thực đã học tập rất nhiều kinh nghiệm hoặc thậm chí là bắt chước cách làm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc từ phong trào cải cách ruộng đất đã làm tại miền Bắc vào những năm 1953, 1956 cho đến cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra hiện nay. Tuy nhiên theo tiến sĩ Tùng có một số điểm đáng lưu ý ở đây. Thứ nhất, thông thường Việt Nam sẽ quan sát và nghiên cứu kỹ những chính sách của Trung Quốc và cân nhắc xem liệu các chính sách đó có thể áp dụng tại Việt Nam hay không. Chính vì vậy, thông thường sau khi một chính sách đã được Trung Quốc thực thi một vài năm thì một chính sách tương tự mới được triển khai ở Việt Nam. Ví dụ như cải cách ruộng đất tại Trung Quốc được thực thi ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, nhưng ở Việt Nam mãi đến năm 1953 mới bắt đầu tiến hành tại miền Bắc. Chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2016, 4 năm sau khi chiến dịch đã hổ diệt rồi do tập cận bình khởi xướng năm 2012. Thứ hai, do học tập kinh nghiệm hoặc bắt chước cách làm từ Trung Quốc, nhìn chung giúp Việt Nam có lợi thế đi sau, tránh được một số sai lầm mà Trung Quốc mắc phải. Tuy nhiên, nhiều chính sách tương tự đã được thực hiện ở Việt Nam không triệt để và quyết liệt như ở Trung Quốc. Thứ ba, không nên cho rằng Việt Nam bắt chứa 100% các chính sách cách làm từ Trung Quốc, bởi lẽ nội tại hai đảng Cộng sản có những bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước tồn tại rất nhiều khác biệt. Các chính sách được áp dụng tại Việt Nam thường linh hoạt và thực dụng hơn so với các chính sách tương tự tại Trung Quốc. Hình ảnh ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Tiến sĩ Tùng cho rằng Bảo vệ chế độ là mục tiêu tối thượng của cả Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải nhấn mạnh rằng việc học tập kinh nghiệm quản lý và điều hành đất nước từ Trung Quốc của phía Việt Nam là hoàn toàn tự nguyện và tự nhiên. Đặc biệt trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của Mỹ và các nước phương Tây nên có thể thấy đảng cộng sản việt nam vẫn thấy yên tâm hơn khi học tập mô hình quản lý quản trị từ trung quốc tiến sĩ tùng đồng ý với nhận định rằng đảng cộng sản việt nam vẫn tương đối dân chủ hơn đảng cộng sản trung quốc theo tiến sĩ tùng điều này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan thứ nhất có sự khác biệt lớn về quyền lực nhà nước về năng lực kiểm soát cưỡng chế và đàn áp giữa việt nam và trung quốc quyền lực nhà nước của Việt Nam không thể sánh bằng với Trung Quốc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến năng lực kiểm soát xã hội của Việt Nam không được bao quát và triệt để như phía Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Việt Nam được cho là dân chủ hơn Trung Quốc. Thứ hai, mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam rất sâu rộng với việc ký kết 15 hiệp định thương mại tự do FTA cả song phương và đa phương. Để được hưởng những ưu đãi khi tham gia một số FTA, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một số nhượng bộ nhất định, đặc biệt trong vấn đề nhân quyền, quyền lao động, nghiệp đoàn. Quá trình hội nhập quốc tế này đã vô hình trung khiến Việt Nam trở thành dân chủ hơn so với Trung Quốc. Thứ ba, Việt Nam đã thực hiện một số cải cách chính trị trong những năm qua cho phép dân chúng tham gia mạnh mẽ và tích cực hơn trong quá trình thảo luận và hoạch định chính sách, khiến Việt Nam dân chủ hơn Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin có phải Việt Nam luôn học theo Trung Quốc nếu không cải tổ chính trị Việt Nam sẽ tụt dốc ngày 5 tháng 6 blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bình luận Việt Nam nên kinh tế bên kia sườn dốc mở đầu tác giả đánh giá như một cơ thể đang lớn kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao trong hơn 20 năm qua nhưng giờ đây không gian phát triển đang bị thu hẹp dần và đang trường dần về phía bên kia sườn dốc. Tác giả cho biết năm ngoái tăng trưởng cao nhất trong 12 năm khi GDP chính thức công bố là 8,02%. Nhiều người nghi ngờ con số này nhưng không một ai có đủ năng lực để kiểm chứng. Hình ảnh bài trên blog VOA. Từ kết quả này, theo tác giả, quốc hội đã rất lạc quan đặt ra mục tiêu tăng trưởng cho năm 2023 là 6,5% và lạm phát là 4,5%. Mặc dù những di chứng của đại dịch đang bắt đầu âm thầm phát tác, sau năm tháng dựa vào một số báo cáo và phát biểu của quan chức chuyên ngành, cùng với cảm nhận thực tế, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam đang vô cùng ảm đạm và năm 2023 dự báo sẽ gần thoái trào. Ngày 9 tháng 5, trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói rằng nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản của mình, chỉ được bằng 50% giá trị và khách mua toàn là người nước ngoài. Nhìn vào danh sách những thương vụ M&A, mua bán và sát nhập lớn nhất của năm 2021 và 2022, tác giả cho biết các hoạt động được tiến hành ở lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Trong đó có nhiều vụ chuyển nhượng bất động sản mà cho nhà đầu tư nước ngoài như dự án Ngân Hà đã chuyển sang cho Gamuda Land của Malaysia. Novaland nhận được đầu tư từ quỹ Warburg Pincus. Điều 4 luật đất đai năm 2013 đang có hiệu lực quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Từ ban đầu là tài sản của nhân dân, sau một số quyết định hành chính đã trở thành tài sản của các tập đoàn tư nhân và bây giờ đang lần lượt về tay ngoại quốc. Tác giả nhận xét một nền kinh tế muốn phát triển bền vững phải có công nghiệp sản xuất. Hiện nay chúng ta không có một nền sản xuất và công nghiệp nặng đáng kể nào có thể nêu tên. Trước đây nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã vào Việt Nam với ý định sẽ chuyển giao công nghệ, tìm kiếm những nhà thầu trong nước, thiết lập chuỗi cung ứng nội địa để giảm giá thành sản xuất. Nhưng sau hơn 20 năm, từ quy hoạch các ngành kinh tế rất đồ sộ đã dần dần chuyển thành quy hoạch các ngành cung ứng nguyên phụ liệu và rồi cuối cùng vẫn không thể đáp ứng được các yêu cầu nhỏ nhất của các nhà sản xuất, hình ảnh xu hướng đáng ngại của nền kinh tế. Đồng thời theo tác giả, số lượng doanh nghiệp do người nước ngoài làm chủ tại Việt Nam ngày càng nhiều và kích thước ngày càng bé, đó là điều vô cùng đáng ngại khi các nước xung quanh cũng đang gồng mình giữa cuộc đua làm ăn và đã bung mình ngay trên sân khách. Không một ngành nghề dịch vụ nào có được dấu ấn đặc sắc của riêng chúng ta ngoại trừ hình ảnh đậm nét nhất là làm thuê cho các ông chủ nước ngoài ngay trên chính quê hương mình. Và tác giả nhận định nếu như yếu kém của toàn bộ nền kinh tế là vấn đề trong suốt nhiều năm, thì năm nay trục trặc ở hệ thống ngân hàng là sự cố lớn nhất có khả năng kích hoạt một cuộc khủng hoảng tồi tệ. Bởi vì hơn 10 năm qua, ngân hàng đã đứng ra bảo lãnh phát hành lòng vòng quá nhiều trái phiếu cho doanh nghiệp như một kiểu đa cấp cắn đuôi nhau để hưởng lợi trong chính tháp nhà của mình khi xảy ra các vụ khủng hoảng như flc tân hoàng minh vạn thịnh Phát đã xô đẩy hàng loạt các doanh nghiệp không thể phát hành tiếp trái phiếu để trả nợ mà quay vòng tiếp ở cấp độ sản xuất nhỏ tác giả đánh giá các doanh nghiệp rất khó tiếp cận vốn vay vì tài chính kém minh bạch tài sản đảm bảo thiếu khả năng quản lý kém và lãi suất cao do vậy cái gốc của nền kinh tế không được đảm bảo như cây đang lên mà không có rễ nhỏ để nuôi thân chỉ cần một cơn gió là đổ xuống ở một chiều kích khác tác giả nhận xét chưa bao giờ vay tiền để đi nước ngoài dễ dàng như bây giờ nó đang trở thành một xu hướng giải ngân cơ bản của các ngân hàng ở vùng nông thôn bởi vì thực sự là đi làm thuê ở nước ngoài luôn có một khoản tiền đều đặn gửi về để trả lãi trong khi các doanh nghiệp nước ngoài đang đi vào việt nam chúng ta bắt đầu rời bỏ quê hương để bán sức lao động đơn thuần ở nơi xa xôi. Đây chỉ là kiểu bóp ngắn cắn dài rất mong manh. Các tập đoàn lớn của nhà nước liên tục lỗ mà vẫn giữ được ưu ái, vai trò chủ đạo và bao trùm lên toàn bộ nền kinh tế là một bộ máy toàn trị đang khô dầu. Toàn bộ hệ thống chính quyền của Việt Nam đang bị ngưng trệ vì thiếu phong bì bôi trơn. Trong khi đó, Do chiến dịch đốt lò, việc nhận phong bì đã trở nên kín đáo hơn và khó khăn hơn. Khi người khôn của khó thì quan tham hơn và dân cũng gian hơn. Tác giả kết luận, nếu không có một tầm tư duy mới để cải tổ chính trị và mở ra những không gian phát triển kinh tế khác, chúng ta sẽ dần dần xuống dốc rồi rơi tởm vào bẫy thu nhập trung bình. Và năm 2023 này sẽ là dấu chỉ ban đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Nếu không cải tổ chính trị, Việt Nam sẽ tụt dốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê